Việt Vinh xin chào tất cả anh em. Và trong clip buổi sáng ngày hôm nay, Việt Vinh xin giới thiệu đến anh em một chiếc âm ly đến từ Anh Quốc. Đó chính là chiếc âm ly RSC và model của nó là Super 30 Ba La Mã. Đây là một chiếc âm ly được vận chuyển theo đường hàng không về Việt Nam. Và đây là vỏ thùng của nó. Bao tây, anh em có thể nhìn qua. Một chiếc âm ly được vận chuyển theo đường hàng không và cũng là một chiếc âm ly ở trên thế giới rất là hiếm. Chúng ta có thể đếm trên đầu ngón tay để mà tìm chiếc âm ly như thế này. Một chiếc âm ly mà đã trải qua rất là nhiều năm tháng rồi. Đấy. Nhưng mà chiếc âm ly này thực sự anh em rằng nó quá mới. Mặc dù trải qua rất là nhiều năm tháng, anh em có thể nhìn. Cực kỳ mới luôn. Anh em nhìn thấy núm nút rồi, sáng choang. Một chiếc âm ly mà nó cho một chiếc âm cực kỳ tuyệt vời. Việt Vinh xin nhắc lại với anh em như vậy. Anh em nào mà đang có những cặp loa Âu, những cặp loa Âu cổ hoặc là những cặp loa Mỹ cổ, kể cả Nhật nữa, anh em có thể dùng chiếc âm ly này đánh cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Chất âm của nó rất là hay đấy anh em ạ. Chậm chạp, rất là hay. Nó là dòng âm ly xuất âm tụ, có các cổng tín hiệu đầu vào. Đấy. Còn ở chỗ này thì là công tắc cầu loa, speaker. Chúng ta ấn vào thì nó sẽ mất tiếng và nhả ra thì nó sẽ có tiếng. Và đây là công tắc nguồn anh em nhé. Đấy, chép, bass, volume, ba lăng trái phải. Đây là chỗ cắm để chúng ta đeo tai phone RSC Super 30 Ba La Mã. Đấy, chúng ta có thể nhìn một chiếc âm ly đến từ Anh Quốc, một chiếc âm ly cổ cực kỳ đẹp đúng không ạ? Một chiếc âm ly rất đáng để cho chúng ta sưu tầm. Nếu mà anh em nào mà yêu đồ độc, RSC Super 30 Ba La Mã. Đấy. Vỏ gỗ này là vỏ gỗ zin. Đấy, chúng ta có thể nhìn. Đấy, một chiếc âm ly rất là quý và hiếm ở trên thị trường Việt Nam cũng như là trên thị trường trên thế giới. Rất đáng để cho chúng ta sưu tầm. Và đặc biệt thì chất âm của chiếc ly này thì Việt Vinh cũng xin nhắc lại với anh em rằng chất âm của nó cực kỳ tuyệt vời. Nếu mà anh em ghép vào những cặp loa Âu cổ, những cặp loa Mỹ, những cặp loa Nhật. Rất là hay. Và nó là dòng âm ly xuất âm tụ. Và bây giờ để tránh mất thời gian của anh em thì Việt Vinh xin mời anh em xem qua cái phần mặt sau. Sau đó thì Việt Vinh sẽ mở nội thất cho tất cả anh em chúng ta cùng chiêm ngưỡng nội thất của chiếc âm ly đến từ Anh Quốc này. Một chiếc âm ly trải qua rất là nhiều năm tháng rồi nhưng mà chủ nhân của nó rất là giữ gìn, bảo vệ chiếc âm ly này đến thời điểm bây giờ nó vẫn còn đẹp như thế này. Và như tất cả chúng ta đang nhìn thấy trước màn hình thì ở phía này là cầu loa trái và cầu loa phải. Ở trên này thì nhà sản xuất họ ký hiệu sẵn rồi, anh em có thể nhìn theo. Đấy. Phía dưới là dương và phía trên là âm, còn chỗ này thì là các cổng tín hiệu đầu vào, ở đây họ cũng ký hiệu rồi. Đấy. Và chiếc ly này thì nó được sản xuất tại Anh Quốc. Anh em nhìn vỏ zin của nó đẹp không ạ? Rồi, anh em vừa xem qua cái phần mặt sau rồi. Đây là cái phần mặt đáy của chiếc ly RSC Super 30 Ba La Mã mà Việt Vinh đang giới thiệu đến anh em. Chúng ta nhìn tất cả con nguyên bản hết. Bốn cái chân này, bốn cái chân cao su này, nguyên. Rất là xinh xắn đúng không ạ? Còn đây là cái phần dây nguồn, đấy, chúng ta nhìn này, cái phích cắm của nó xịn sò. Đấy, có cầu chì nhé. Đấy, rất là đẹp, rất là xịn sò, rất là mới. Và đây là tổng thể nội thất của chiếc ly đến từ Anh Quốc, một chiếc ly cổ của hãng RSC. Model là Super 30 Ba La Mã. Chúng ta có thể nhìn qua cái phần nội thất của chiếc ly này, nó còn mới cóng cạnh. Chúng ta có thể nhìn nội thất của nó gần như không một vết gì nào luôn. Đấy, từ sợi dây này anh em này, chúng ta có thể nhìn sợi dây này. Đấy. Rất là mới đúng không ạ? Chủ nhân của chiếc ly này cực kỳ giữ gìn. Chiếc ly này nó chạy 4 sò RCA. Việt Vinh zoom cho anh em xem, chạy 4 sò RCA đấy. Em nhìn thấy chưa? 4 sò RCA. Đấy, tụ. Và đây thì là chiếc áp của nó. Tất cả còn zin nguyên bản hết. Anh em nào mà thích đồ độc, thích sưu tầm thì chúng ta có thể để ý chiếc mi này. Vì đây là một chiếc ly mà trên thị trường rất là hiếm. Đây, chúng ta nhìn ở phía trong này. Đấy, những cái nút ở phía trong này. Nút phía trong này anh em. Đấy, sáng choang. Linh kiện của nó mới cóng cạnh luôn. Chưa có một vết hàn nào ở ngoài tác động vào đâu anh em.
trên bên này zin đét đấy ạ. Tất cả được giáp bằng tay hết, quá là đẹp luôn anh em ơi. Đấy, ta nhìn không có điểm chê, nguồn của nó đây anh em. Chạy cuốn sò RCA. Mà chúng ta có thể nhìn cái cầu chì của nó này còn nguyên, chưa ai đụng chạm vào và cũng chưa thay thế bao giờ cả, mặc dù nó trải qua rất là nhiều năm tháng chưa một lần đứt cầu chì luôn. Anh em nhìn kích này, hạt test kích đây anh em, tất cả nguyên hết anh em nhìn. Việt Vinh quay rất là kỹ để cho anh em xem. Anh em có thể nhìn mặt mũi chiếc này gần như không có một vết xước nào luôn, núm nút sáng choang. Thực sự với anh em rằng là rất là nể chủ nhân sử dụng chiếc mi này, họ rất là giữ gìn, rất là yêu đồ. Anh em có thể nhìn mặt mũi chiếc mi này gần như không có một vết xước nào luôn, núm nút sáng choang. Quá là đẹp đúng không ạ? Rồi, anh em vừa xem rất là kỹ rồi. Và bây giờ thì Việt Vinh sẽ đóng nắp máy vào. Sau đó thì xin mời tất cả anh em chúng ta cùng lắng nghe chất âm của chiếc pin này. Tình đời khi trắng khi đen, cười vui mới đó nhưng rồi tưởng chẳng hề quên. Gắt thì người thơ ơ, làm như chẳng biết bao giờ tình nghĩa xưa chỉ còn lời nói hững hờ. Cuộc đời khi có cho không, rồi khi túng thiếu hai người có đòi được không. Giàu thì nhiều người theo, quạnh hiu trống vắng khi nghèo. Lời nói yêu thương đành trao lại người thôi. Nhìn cuộc đời trách sao không vừa tay với, nhìn lại mình sao tay còn đang trắng tay. Bao lời yêu tiếng thương sao giờ xa vời, trong bóng đêm chập chung một mình thôi. Anh em vừa nghe qua Việt Vinh giới thiệu về chiếc âm đi đến từ Anh Quốc RSC Super 30 ba la mã, một chiếc âm đi cực kỳ hiếm ở trên thị trường Việt Nam cũng như là trên thị trường trên thế giới, và chất âm của nó thì cực kỳ tuyệt vời. Và giá bán của chiếc âm đi này 5.800.000 đồng. Anh em nào yêu thích liên hệ với cả Việt Vinh theo số điện thoại 0917659929. Còn bây giờ Việt Vinh thái xin chào tạm biệt tất cả anh em.